Trưa nay ngày 9 tháng 1, ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại khu vực chiếc máy bay quân sự rơi ở phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Lực lượng công an quân sự đã được cắt cử bảo vệ hiện trường, căng dây xung quanh ngăn người dân vào bên trong. Tại ruộng rau muống ở khối phố Bình Ninh, nhiều mảnh vỡ của máy bay vẫn nằm vương vãi. Lực lượng không quân đã phối hợp với công an địa phương thu dọn nhiều mảnh vỡ của máy bay. Người dân cho hay khoảng 11 giờ 15 phút, họ nghe tiếng nổ lớn rồi chứng kiến máy bay lao xuống ruộng rau muống kể trên. Sóng xung kích của vụ nổ khiến nhà cửa rung lắc, nhiều đoạn tường đã bị nứt toác, cây cối bị xé toạc, thậm chí có căn nhà cấp 4 bị tốc mái. Nghe tiếng máy bay xuống thì nghe nổ bom cái thì thấy dù bom ra. Sau hơn 1 giờ xảy ra vụ rơi máy bay, tại hiện trường, mùi xăng dầu nghi là nhiên liệu của máy bay còn đang bốc lên nồng nặc. Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc vừa xảy ra. Tập đoàn bay thúc lũ kìa, ta cái chiều nổ cả này này. Bay ra nó bay không để mưa à. Bay nó ta mới vô tay của nó đó. Vô tay của một chúng. Ta ra nổ tè chứ mà bạc chứ mà tới ngã đọc lại mà cái không có được. Nó xuống đó lửa chú kìa ta mà trả luôn luôn. Theo báo cáo nhanh từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, chiếc máy bay bị rơi là Su-22, số hiệu 90, thuộc biên chế Sư đoàn Không quân 372, đóng tại Đà Nẵng. Chiếc máy bay gặp sự cố và rơi trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện. Trước khi máy bay lao xuống đất, phi công điều khiển đã kịp thời bung dù thoát ra an toàn. Máy bay Su-22 đang được Sư đoàn Không quân 372 sử dụng là tên xuất khẩu của dòng máy bay Sukhoi Su-17 phát triển từ thời Liên Xô. Loại máy bay này được sản xuất vào cuối thập niên 1980-1990.